Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Xây đập sông Hồng là ăn cướp của dân. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, trong khi nhiều nước trên thế giới đang bỏ tiền tháo dỡ các đập để cứu vãn hệ sinh thái và trả lại dòng chảy cho các con sông, thì Việt Nam đang có đề xuất là xây dựng 6 đập sông Hồng trong một dự án hàng tỷ Mỹ Kim. Nước Mỹ là một thí dụ điển hình từng tự hào là quốc gia sở hữu nhiều đập thứ hai trên thế giới chỉ sau có Trung Hoa. Ngày nay, chính quyền của Hoa Kỳ đang phải trả giá về những sai lầm của một kỷ nguyên xây đập ồ ạt bằng việc tháo dỡ hàng loạt các con đập xuống cấp, kém hiệu quả hoặc là gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Các đập được xây lên đã làm cạn kiệt thủy sản, suy thoái hệ sinh thái. Cụ thể, là theo Hiệp hội Sông Ngòi của Hoa Kỳ thì các đập gây ra các tác hại chính của các sông như là giảm mực nước, chặn hoặc là chậm dòng chảy, thay đổi nhiệt độ nước và thời gian dòng chảy, thay đổi mực nước hồ chứa và giảm lượng oxy trong nước. Tính đến 2016, Hoa Kỳ đã tháo dỡ 1.300 đập trên sông. Người ta cũng tính được rằng đến năm 2020, gần 4.400 đập sẽ không còn hiệu quả và không rõ số đập này trước đây đã tạo ra bao nhiêu lợi ích kinh tế. Nhưng giờ đây, chính phủ của Hoa Kỳ sẽ phải mất 21 tỷ Mỹ Kim cho hoạt động bảo trì, sửa chữa. Xu hướng này không chỉ ở Mỹ, từ khoảng 20 năm rồi, hàng loạt dự án dỡ bỏ các đập thủy điện trên sông đã được triển khai trên khắp thế giới. Ở tại Pháp, tổ chức SOS Lovi Vivente đã vận động thành công việc tháo dỡ hai đập thủy điện ở thượng nguồn sông Loire để khôi phục môi trường sinh thái cho cá hồi Atlantic. Canada cũng phải tiến hành một loạt các dự án dở đập khác, trong khi Nhật Bản cũng đã khởi động dự án dở bỏ đập thủy điện Arashi trên sông Kuma vào năm 2012 và dự trù hoàn thành vào năm 2018. Thưa quý vị, quay trở lại với đại dự án xây đập sông Hồng mà Việt Nam đang cân nhắc, chỉ có một từ có thể diễn tả thành lời, đó là lỗ bịch. Những kẻ cầm quyền hoang tưởng định xây 6 đập trên sông Hồng với một số tiền đầu tư khổng lồ là 1,1 tỷ Mỹ Kim, tương đương với lại khoảng 25.000 tỷ đồng. Nói lối bịch là không hề quá khi mà nền kinh tế của Việt Nam đang bất ổn định nghiêm trọng, nợ nần chồng chất, miền Nam thì chìm trong thiên tai hạn hán ngập mạng, miền Trung khóc than vì thảm họa ô nhiễm biển. Vậy mà, giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn muốn hủy hoại luôn các hệ sinh thái và vừa lúa miền Bắc để xây đường giao thông buôn bán với lại trung cộng. Dự án này dự tính sẽ nạo vét 288 km đường sông và kết hợp làm thủy điện. Nói làm thủy điện là một tính toán rất vô lý. Thứ nhất, sông Hồng khá bằng phẳng cho nên hiệu quả điện là rất thấp. Và nếu tính toán ra thì theo nhà đầu tư dự tính 6 nhà máy thủy điện nhỏ sẽ có tổng công suất thiết kế là 928 MW. Và đó là một công suất mà một thủy điện ở một cái hồ nhỏ cũng đủ cung cấp rồi. Vậy mà đây, công ty này muốn đào bới tan nát hệ thống của cả một con sông Hồng để đem lại hơn 900 MW điện. Rõ ràng là rất vô lý. Và thưa quý vị, việc xây 6 đập thủy điện cũng sẽ gây ngập hai bên ven sông, nơi nông dân đang canh tác nhiều. Ngập lục sẽ nhấn chìm hầu hết diện tích đất canh tác, ảnh hưởng đến đời sống hai bên bờ sông. Và không chỉ ảnh hưởng đến trồng trọt, mà nuôi trồng thủy sản cũng sẽ có những tác động không tốt khi mà dòng chảy thay đổi thất thường. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển, sinh sản của các loài hải sản sinh sống tại nơi đây. Sông Hồng là dòng sông cổ, đáy sông là trầm tích của cả ngàn năm để lại. Và nếu bây giờ bị phá đi, phải mất hàng ngàn năm mới bồi tụ lại được. Và nếu động vào sông Hồng thì tác hại của nó là vô cùng khôn lường. Hãy nhớ lại hồi Việt Nam xây thủy điện hòa bình. Người ta đã tính toán đủ kiểu thử chạy, thử vận hành xem Thủy Điện Hòa Bình có làm sông Hồng bị thay đổi độ dốc hay là không. Và cuối cùng, họ kết luận chắc chắn rằng độ dốc không thay đổi sẽ không ảnh hưởng tới sông Hồng. Tuy nhiên thực tế thì sao? Bây giờ thì lòng sông Hồng đã tụt xuống một mét rồi và không biết sẽ còn tụt bao nhiêu nữa. Như vậy, thì nếu chúng ta làm tiếp mấy cái đập nữa thì dòng sông sẽ tụt xuống bao nhiêu? Khi lòng sông tụt xuống thì hai bên bờ bị phá, cửa sông bị phá, nước biển xâm lấn vào thì cả vùng đồng bằng sông Hồng như là Thái Bình, Nam Định xâm nhập mặn tác động, hậu quả rất khôn lường. Chưa hết, hàng loạt các chuyên gia đã chứng minh rằng khi mà làm các đập ở đầu nguồn sông Hồng, đương nhiên các con đập sẽ giữ lại bùn cát và các hạt lơ lửng. Lúc đó dòng sông không có các chất bồi tích và dòng sông sẽ phá sang hai bên bờ. Và đáng lưu ý nhất là không thể lường được dòng sông Hồng sẽ bị hủy hoại như thế nào ở Hạ Du và nếu là dòng sông không chảy ra biển thì có thể còn làm được đập trắng. Nhưng đây là dòng sông cổ chảy ra biển, đặc biệt là dòng chảy ngoằn ngoèo cho nên việc xây đập sẽ phá hoại rất nhiều sang hai bên bờ. Như vậy, nếu làm đập ở thượng nguồn thì chắc chắn ở hạ nguồn, tức là từ Hà Nội trở xuống sẽ bị phá hại hai bên bờ. Hà Nội sẽ đối mặt với nguy cơ bị dòng chảy khoét, dòng sông sẽ ăn sâu vào đất liền và việc phải di chuyển dân là chắc chắn. Và đồng thời, ở cửa sông cũng sẽ khoét thêm và nước mặn ngoài biển sẽ vào và chắc chắn. Khi nước mặn vào thì nguồn lương thực của một vựa lúa sẽ bị ảnh hưởng. Bài học sông Mekong vẫn nhức nhối từng ngày ở đó. Khi mà Trung Cộng làm thủy điện ở thượng nguồn thì Việt Nam phải gánh hậu quả khủng khiếp như thế nào? Hệ thống sông Mekong đang bị hủy hoại nghiêm trọng và đặc biệt phần hạ nguồn chảy qua Việt Nam và sinh kế của hàng triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang treo lơ lửng. Thế thì nếu bây giờ chính chúng ta lại làm thủy điện trên sông Hồng thì dân miền Bắc sẽ ra sao? Khác nào ăn cướp của dân? Trong khi đó nếu dự án được triển khai thì cái lợi cho Trung Cộng có thể thấy rất rõ vì nó khai thông đường thủy từ Vân Nam, Trung Cộng đến cảng Hải Phòng, dẫn đường cho chúng ra biển. Khi đó xuất cảng của Trung Cộng tiếp tục tăng lên và chúng ta lại nhập siêu nhiều hơn và sẽ trở thành những người làm thuê cho Trung Cộng. Tóm lại, nhìn vào cái siêu dự án này, thì chẳng thấy cái gì ngoài chút lợi ích kinh tế trước mắt, chỉ thấy hàng loạt các vấn đề xã hội, môi trường sinh thái. Liệu chút lợi ích kinh tế đó có đáng để đổi một tài sản vô giá của đất nước hay không? Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với từ đề xây đập sông Hồng là ăn cướp của dân. Bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn qua chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.